Thưa quý vị và các bạn, định kỳ 2 năm tổ chức một lần, Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La nhằm phát hiện và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của những người làm báo phát thanh truyền hình toàn tỉnh. Liên hoan năm nay đã thu hút sự tham gia của đông đảo các phóng viên, các nhà báo trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La lần thứ 26 có 108 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ 16 đơn vị, gồm Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các trung tâm văn hóa huyện, thành phố và các đơn vị có chương trình phát trên sóng STV. Các tác phẩm năm nay đều được lựa chọn kỹ càng, có chất lượng cao, đề tài hay, đặc biệt nhiều tác phẩm có sự sáng tạo, đổi mới về phương pháp, khai thác, chủ đề, thể hiện mới mẻ, thấm đẫm hơi thở của cuộc sống, có tác động xã hội sâu sắc. Đối với bản thân tôi thì cũng đã tham gia rất nhiều cái cuộc thi Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La tổ chức. Thì mỗi một năm thì đều có một cái ấn tượng riêng khi cái lựa chọn chủ đề. Tuy nhiên thì cái năm nay thì đối với bản thân tôi chọn với cái chủ đề là mua bán người. Qua các phóng sự này cũng sẽ góp phần là truyền tải và cũng như tuyên truyền tới bà con để nâng cao cái tinh thần cảnh giác và không tin và cũng như không nghe vào những cái lời quảng cáo và cái việc nhẹ lương cao trên cái mạng xã hội. Để tạo thêm sân chơi cho người làm báo, giúp các phóng viên, biên tập viên thể hiện khả năng thích ứng trong xu thế làm báo đa phương tiện. Lần đầu tiên, Liên Hoan đã tổ chức thi sản xuất nội dung số bằng thiết bị cầm tay thông minh. Dù là nội dung mới, nhưng các nhà báo đã thể hiện khả năng thích ứng, độc lập tác nghiệp cho ra nhiều tác phẩm số độc đáo, hấp dẫn. Liên Hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La năm nay thì có một nội dung thi rất mới, đó là chuyển đổi số, và chúng tôi tham gia những sản phẩm nội dung số này thì đã giúp cho chúng tôi được tiếp cận những cái phương thức cách làm mới nhất trong quá trình tác nghiệp để làm sao đấy nó nhanh chóng hơn, gọn nhẹ hơn và mang lại cái thông tin hữu ích hơn đối với công chúng. Và thông qua các cái sản phẩm số này thì chúng tôi cũng đã tích lũy được cho mình rất nhiều cái kỹ năng trong cái việc tác nghiệp tại hiện trường. Qua đó thì đáp ứng được nhu cầu xu thế thông tin hiện nay. Việc lựa chọn các tác phẩm xuất sắc đã được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đặc biệt quan tâm. Đài đã xây dựng phương án chấm điểm. Các thành viên ban giám khảo đều là các nhà báo có kinh nghiệm. Việc chấm điểm được tổ chức khách quan, công tâm, từ đó lựa chọn ra các tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Năm nay, chất lượng các tác phẩm tham gia dự thi liên hoan được đánh giá rất là cao. Ban giám khảo phải rất là khó khăn để lựa chọn. Bởi vì sao? Bởi vì chất lượng của các tác phẩm rất là tốt. Có thể hiện ở cái tính làm việc rất là chuyên nghiệp từ câu lựa chọn đề tài, đặc biệt là cái cách thể hiện của các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên bây giờ là rất là mới, rất là hấp dẫn. Chính vì thế cho nên là tạo ra được một cái sản phẩm báo chí rất là tốt. Chúng tôi đã mở mới một cái sản phẩm, đó là sản xuất nội dung số bằng thiết bị cầm tay thông minh. Các thí sinh đã thể hiện được rất là tốt cái kỹ năng của mình trong khai thác thông tin, đặc biệt là sử dụng công nghệ một cách rất là chuyên nghiệp. Đây là một cái thế mạnh mà tôi nghĩ rằng là các cái trung tâm truyền thông văn hóa thì sẽ cần phải nắm lấy cái thế mạnh này để mà có thể khai thác được tốt cái thế mạnh này, khẳng định được mình ở trên không gian mạng và mở rộng cái thị phần thông tin của các cái cơ quan truyền thông chính thống trên không gian mạng. Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La lần thứ 26 là một sân chơi nghiệp vụ, tụ hội của người làm phát thanh truyền hình tâm huyết, phát huy trí tuệ, lao động sáng tạo, mang đến cho khán thính giả những tác phẩm bổ ích, hấp dẫn, có định hướng cao. Lễ trao giải Liên hoan sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La.